Hello, đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Lời đầu tiên Thành Luân xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách hàng. Hôm nay thay mặt cơ sở Thành Luân xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý khách hàng. Ngày hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một lô giường gọi là giường mẫu đơn giản, mẫu chữ X các bác ạ. Đấy, giường này là giường chữ X, tất cả được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Mà 6 chiếc này, hôm nay chúng tôi là xong 6 chiếc. 6 chiếc này là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình nhà anh khách hàng. Anh đã mua rất nhiều các sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân. Từ trước đến nay anh đã mua rất nhiều rồi các bác ạ. Đấy, đây là lần thứ N mà anh ấy mua, quay trở lại mua sản phẩm của đồ gỗ Thành Luân. Thì hôm nay Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với các bác cái 6 chiếc giường này. Thì bây giờ chúng tôi sẽ cùng với quý khách đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm này. Quý khách đừng bỏ lỡ cái video này nhé. Xin mời quý khách cùng theo dõi các video này. Vâng. Mày quay lùi lại gần này đây. Đây, ở trên mình các bác đang thấy thì chúng tôi là quay hai chiếc này, chúng tôi để hai chiếc này đây. Một chiếc là giáp phản, một chiếc là giáp lan. Thì cũng xin thưa quý khách quay cả hai chiếc này. Lùi lại một tí để quay rộng hai chiếc này thôi. Chỉ quay hai chiếc này. Hai chiếc này thì chúng tôi là để ở đây để các bác cùng so sánh, để so sánh và chiêm ngưỡng. Thì cũng xin thưa quý khách là ở trên thị trường cũng có rất nhiều mẫu giường các bác ạ. Có rất nhiều các mẫu giường. Đấy, có rất nhiều các giá thành. Nhìn trên hình ảnh thì mẫu mã nó giống như nhau các bác ạ. Còn về giá thành thì nó sẽ khác nhau nhá. Thì tiện trong clip này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bác về cách nhìn nhận và so sánh cái sản phẩm. Các bác thấy đây. Vâng, giường toàn bộ cái thông tin chi tiết về sản phẩm này các bác quan tâm hãy liên hệ ngay với cơ sở đồ gỗ Thành Luân bên em theo hai số điện thoại đây: 0967110389 hoặc 0972770888. Vâng, ở trong cái clip này hy vọng rằng khi các bác xem cái video clip này các bác có thể nhận thấy được và có thể là có cái nhìn nhận một cách khác biệt về cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Nhiều lúc là các bác cứ tham khảo về giá thì các bác hay hãy xem được, nếu các bác mà hay tham khảo về giá ấy, thì xem được các cái video clip này của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thì thực sự là rất là hữu ích và có giá trị các bác ạ. Nhiều bác thì khi xem hàng ấy thì chỉ bàn luận về giá thôi chứ không nghĩ gì về chất lượng sản phẩm đâu. Đó, thì đây cũng không riêng gì mua của cơ sở Thành Luân mà còn mua của các cơ sở khác cũng vậy các bác ạ. Mua hàng chúng ta phải tìm hiểu về chất lượng trước. Đấy, thực sự ra đây nhìn hình ảnh thì nó giống nhau hết mà. Đấy, như chúng tôi quay này đều là đây, ở trong đây có hàng bình dân, hàng thửa và hàng VIP các bác ạ. Thì là các bác làm sao mà biết được nó cũng là cùng một cái tên là giường chữ X, cũng là kích thước 1m8 x 2m, cũng là gỗ gõ đỏ mà tại sao giá lại khác nhau. Thì ở đây trong clip này khi các bác xem ở đoạn đầu video thì chúng tôi cũng đã nói và trần tình rồi các bác ạ. Đấy, thì thôi không nói về chuyện đó nữa. Hôm nay cơ sở đồ gỗ Thành Luân bên em là xong 6 chiếc giường để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cái lô sản phẩm này thì được Thành Luân làm theo đơn đặt hàng của gia đình của anh khách hàng. Anh đã mua rất nhiều các sản phẩm của Thành Luân rồi và nay tiếp tục là bộ sản phẩm trên. Vâng, một lần nữa thay mặt cơ sở đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất mong muốn quý khách hàng có thể bớt chút thời gian về trực tiếp tại showroom, về cửa hàng của chúng tôi để tham quan mục sở thị. Và mọi người đừng quên đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân để liên tục nhận những thông báo mới nhất về các sản phẩm, và follow kênh TikTok Duy Đồ Gỗ hoặc Đồ Gỗ Thành Luân, hoặc fanpage Đồ Gỗ Thành Luân có tích xanh trên Facebook. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.